của cố tánh Nguyễn Ngọc Thanh, 48 tuổi, đã đến nơi hỏa táng. Chúng tôi đã giúp việc ở tại nơi địa phương, đinh chính trình hoàng liên hậu cổ đất đai quy tặng nơi đây phù hộ cho cố tánh Nguyễn Ngọc Thanh, 48 tuổi, được nhẹ nhàng siêu thăng trong đội năm